Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Đăng bài tưởng nhớ Phi Nhung, em gái cầm ly khiến netizen chỉ trích đạo đức giả. Trước lời chỉ trích gay gắt từ Atifan, nữ nghệ sĩ đã thẳng thắn đáp trả ngay bên dưới bài viết để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung. Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, xót xa. Trên mạng xã hội rất nhiều người đã đăng bài tưởng nhớ cố ca sĩ và những kỷ niệm lúc sinh thời để bày tỏ niềm tiếc thương. Mới đây, ca sĩ Minh Tuyết, em gái cầm ly, cũng viết tâm thư dài, ôn lại khoảnh khắc đáng nhớ với đàn chị khi mới vào nghề. Theo lời kể của Minh Tuyết, giọng ca 7X là người giúp cô có show diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Thời điểm đó, Phi Nhung đã là tên tuổi hot ở làng ca nhạc hải ngoại nhưng vẫn rất thân thiện và không quên giúp đỡ đàn em. Phi Nhung là thế đầy, thích thì làm, thích thì nói, không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều. Nên Nhung dễ làm người khác thương nhớ nhưng cũng dễ làm người khác buồn và giận. Bởi lẽ cô ấy có một trái tim đơn thuần, một trái tim lành. Nhung đi thành thản nhẹ, mãi nhớ Phi Nhung, một bà chị vô tư lự. Em có nói với mọi người, bà Nhung rủ em hát chung, nhưng em không hát nữa đâu. Nhưng bây giờ, Nhung ơi tỉnh dậy hát với em nè. Em không dành hát với Nhung đâu. Nhung muốn hát bè, hát đuổi em chiều Nhung hết. Minh Tuyết xúc động. Tuy nhiên dưới bài đăng của Minh Tuyết, một Atifan lập tức bắt bẻ. Lúc chị Nhung còn sống, sao chị Minh Tuyết không nhắc tới chuyện này? Sao chị ấy mất đi rồi nói ra? Chị Nhung có nghe thấy đâu, đây là đạo đức gì vậy? Bị nghi ngờ tình cảm dành cho đàn chị qua cô, Minh Tuyết gay gắt đáp trả. Em ạ, tại sao phải nghi kỵ, đay nghiến trách móc, mòi bời thắc mắc ganh ghét cho nhau? Với người còn đang sống hiện hữu để được gì? Sao không yêu thương nhau, cho nhau những lời hay ý đẹp, để rồi khi họ mất đi, không phải hối tiếc? Những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp nhau, kể cho nhau nghe, chia sẻ cười nói, cho nhau những câu xin lỗi, đừng buồn, tôi vô tình, tôi rất thương bạn và cảm ơn. Chứ chúng tôi không cần mỗi ngày, khi không lên Facebook để viết kể lể cho nhau nghe. Khi không có một vấn đề nào đó liên quan đến, hãy tập sống vị tha, mở rộng trái tim mình để không hối tiếc mai này. Nhung đi thành thản nhẹ, coi như chị đã trả xong nợ trần, không còn phải chịu sự hỉ nộ ai ố của trần gian. Kiếp tầm nhà tơ đem niềm vui đến dâng cho đời, dù phải gánh chịu thị phi vì vốn dĩ chị em chúng ta cũng là người của công chúng.